Rồi. Cái màu đẹp quá ha. Lại nó quá phủ màu. Cây nó cỏ rất xinh tốt. Trời ơi. Chị ơi, bên kia là Siri à? Bên nhảy đi bên kia là Siri. Nhìn xem có bóng đàn gì bên không? Nếu hôm nay chúng ta may mắn thì có thể thấy được tổng kết bắn qua. Người từ hai bên còn hay bắn qua bắn lại. Ở đấy có khác gì Việt Nam đâu nhờ. Đẹp hơn. Không còn cái cách. Cái này cái gì? Xôi. Xôi không? Xôi. Xôi ở đây cái gì nó cũng trọng ha. Xôi 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 ở đây là một cái. Ôi nở bông. Ờ giống như cái bút minh nhờ. Thằng ra hóa. Sao cái bút minh chắc chuẩn bị đâu quá rồi á. Có một cái hồ. Đây là một cái kho chứa củi. Chắc làm than quá, đúng rồi ạ. Ở đây là một cái nhà máy sản xuất than hiện đại nhất. Nhất. Chưa đến đấy là chưa đi sao đấy. Cái rồi coi thử cây này cây gì. À cái gì đấy? Không hình dung lên rồi. Mình đang rời xa dần thành phố. Cho đây à. Không, giờ mình đi về lại mà. Hôm qua thì chúng tôi đã được chơi ở thành phố Philadelphia ở miền Bắc Israel. Và bây giờ chúng ta đang đi dần về phía miền Nam. Có một màu xanh xanh. Wow, xanh kia. Xanh. Xanh phủ. Lúng mì hả? Wow. Đây là cái đông lúng mì các bạn. Đẹp quá. Trời ơi. Đây là cái đông lúng mì. Chắc thu hoạch bằng máy quá. Đúng rồi, thu hoạch thì có bông vàng rất đẹp. Xanh kia. Cái này mà còn nặng nữa chụp mới đẹp này. Kìa, ở người kia sương sương mờ mờ. Em lấy một lá đi đeo.